Hello anh em nha, lâu rồi mình cũng chưa ra video nha anh em. Hôm nay mình thi do mình mắc công chuyện nên mình rút ra lại. Qua đợt này đi mình sẽ ra video đều rồi anh em, nên thông cảm. Đây giờ mình còn cái bo chín sò nè anh em. Chín sò 3 giây anh em về anh em chọn thôi. Giá thì 200 ngàn nha anh em. Này chín sò giá 200 ngàn. Anh em nào đặt thì anh em cứ cọc mình trước 50 ngàn rồi mình sẽ ship cho anh em nha. Đây còn cục chín sò, cục mới hỏng 12 sò mình bán rồi nha anh em. Đây cục kích điện cho mình. Rồi anh em nào mua thì liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em nha.